Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Hôm rồi thì Ti đã làm khá là nhiều nhiệm vụ ha, nhưng mà có một cái nhiệm vụ ở thế giới kết thúc mà mình vẫn chưa làm được, đó chính là hồi sinh lại rồng. Với cả khi mà mình làm cái nhiệm vụ này á, thì mình sẽ làm thêm được cái nhiệm vụ là đó là máy bay phải không? Tức là mình sẽ dùng cái ống nhòm này nè, mình nhòm cái con rồng Ender là mình sẽ được cái thành tựu ha. Rồi, vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hôm nay thì mình sẽ khô máu thêm một lần nữa với con rồng Ender nha. Và mình sẽ cần phải có những cái nước mắt gas để làm pha lê kết thúc, cũng như là những cái mắt của Ender nữa. Mình sẽ làm thêm một chút cái bột quy lửa. Đây, mắt của Ender xong. Giờ thì còn thiếu nước mắt gas với thủy tinh thôi à. Ok, chắc mình sẽ đi xuống địa ngục thêm một chuyến nữa để mình thu thập thật là nhiều nước mắt gas mang về thôi. Mình cần thêm ít nhất là 2 hộp nữa để mình có thể làm được 4 cái pha lê thì mới triệu hồi con rồng được. Mày yên tâm. Ê? Mới qua địa ngục mà mình đã nghe tiếng gas rồi. Đâu đó bên đây nè. Mình không nghe lầm đâu. Gần lắm. Nè. Đúng rồi Gat ơi. Mời Gat. Gat nè. Au. Hộp. Gat nè. Ui. Gat né chiêu ghê vậy. Gat nè. Gat nè. Ơ kìa. Lần này thì né đi. Wow nha. Trời ơi, khoảng đâu có 5-6 đòn á mới trúng được một đòn. Rồi, và khi trúng thì sẽ cho mình vừa đủ nước mắt luôn. Mình đã có tổng cộng là 4 nước mắt gas để làm ra cái pha lê kết thúc rồi. Mình sẽ chế tạo ngay ở dưới này luôn ha. Đây, 4 cái pha lê. Cất vô một cái, một xíu đi triệu hồi rồng. Rồi, tranh thủ lúc này thì mình sẽ đi khám phá con tẹo nữa coi. Hay là bây giờ mình sẽ thử dẫn mai ta đi đào netherite. Nên không? Tại vì nay đang hên nè, mới xuống địa ngục cái có nước mắt gas mang về liền. Nhưng mà cái chuyện đánh đồng thì nó quan trọng hơn á. Nên thôi, tạm thời gác qua một xíu đi. Mình sẽ bay về nhà để mình có thể tập trung vào cái nhiệm vụ hồi sinh lại rồng và tiêu diệt rồng trước ha. Về nhà, tập trung chuyên môn. Ngoài ra thì khi đánh rồng thì mình sẽ làm thêm một cái nhiệm vụ nữa, là mình sẽ tìm một cái thành phố kết thúc mới để mình có thể bay lên 50 ô á, từ cái đòn đánh của con Sugar. Cái thành tựu này cũng hơi khó đấy. Còn lại hai cái thành tựu mà tương đối là khó ha. Thôi ráng đi. Đánh rồng chiến này thì mình có nên múc thêm hơi thở không? Lần trước mình múc được có chút xíu à, có 20 thôi. Lần này mình sẽ làm thêm tầm 36 cái lọ nữa. Múc cho nó đã luôn. Còn gì nữa không nhờ? Ok, hình như... Ê! Mình nhớ rồi. Mình còn phải mang theo thêm những cái trái bí ngô được khác. Để mình kiếm bí ngô được khác coi. Bí ngô hình như mình không có để trong kho. Để mình xíu. Mình lấy một cái trái bí ngô được khác ha. Để mình có thể kiểu như đội vô đầu. Lúc đó đánh rồng á thì sẽ không có bị mấy con người Ender nó cà khịa nữa. Mỗi lần đánh rồng mà bị người Ender nó dí dí, nó quýnh vô mông mình, mình kiểu bị bực ấy. Nên tốt nhất là mình sẽ khắc chế con người Ender luôn. Rồi. Rồi lấy cái này đội là hơi bị ok luôn á. Người Ender sẽ không còn dí theo mình nữa. Vô. Trở lại với thế giới kết thúc ha. Wow. Hôm bữa thì mình còn nảy ra cái ý định, đó chính là mình sẽ thử thay hết cái phần đá ền ở dưới này nè bằng những cái cục đất á, để làm một cái đảo nhân tạo ở bên thế giới kết thúc. Nhưng mà cái ý định này mình nên suy nghĩ lại, tại vì mấy con người Ender này nó già chuyện lắm. Nó thấy mình đặt mấy khối lạ là nó cầm lên nè. Lỡ 11 qua đây không còn cục đất là chết luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ triệu hồi rồng Ender bằng cách đặt những cái pha lê này vào bốn góc của cái chỗ trung tâm á. Đó, như vậy thì nghi thức triệu hồi rồng đã
được diễn ra rồi. Đầu tiên thì hình như nó đang triệu hồi mấy cái pha lê trước thì phải. Chính xác, chính xác. Mình sẽ bay lên trên đó để mình phá cái đầu tiên quá. Ui. 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 Mấy cái mà nó được rào khi mà nó được triệu hồi thì nó sẽ được rào tiếp á. Mình cần phải bắn lọt khe vô mấy cái này hơi khó luôn. Rồi, và xong thành tựu triệu hồi rồng rồi. Giờ thì nhìn rồng cái nè. Đó, mình làm thêm được một cái thành tựu nữa rồi ha. Ồ, có hơi thở luôn. Múc múc múc. Rồi, múc sạch luôn ha. Xong, giờ thì đội luôn cái nón bí ngô này nữa. Giờ thì nhìn người Ender thoải mái nè, mà không có sợ bị quýnh nữa ha. Rất là tiện luôn. Thôi, tập trung chim ngôn nào. Hôm qua mới luyện bắn cung mà. Cầm theo cung nhưng mà không có mang theo mũi tên. U là trời, trong đây có mũi tên không? Còn gì nữa đâu mà khóc với sâu. Không có mũi tên trong cái rương luôn rồi. Mèn đi ơi. Quên cái gì? Thứ quan trọng không mày? Đây cũng có thể là lần cuối mà mình đi đập pha lê nha. Nhiều khi nó nổ phát là mình đi luôn á. Nhưng mà đánh đổi thôi. Vì cái thành tựu này mình sẽ làm chiến binh cảm tử á. Đập pha lê bằng tay không. Mèn đếc ơi, hèn gì hồi nãy đi là thấy thiếu thiếu cái gì rồi mà không nhớ ra nổi. Rồi xong một cái pha lê. Giờ thì chỉ còn dùng cách này thôi chứ hết cách rồi. Bay qua đây tiếp. Ui da. Áp áp. Ui ui ui. Hơi thở của rồng đau quá. Thôi mình đem theo cái gì đó bắn từ xa không được để phá pha lê hèn cho nó dễ. Thằng này không có mang theo cái gì hết á. Khổ thân. Rồi, mặc full giáp vô nha. Nổ có gì nó cũng ít sát thương hơn á. Không sao đâu, mình chiến binh quả cảm mà. Phá pha lê hèn phong cách của mình là hơi bị căng á. Mặc full giáp vô. Rồi phá pha lê. Ào, mắc cả đống máu luôn. Ui, cẩn thận nha, con gồng nó mà quýnh mình cái là hơi bị mệt á. Không biết đó giờ có ai đi đánh rồng mà phá pha lê hèn giống mình không ta. Cái này chắc có mình làm thôi. Cái này là đúng kiểu phá pha lê theo phong cách liều mạng á. Hơi bị liều mới dám làm cách này thôi chứ mấy người nhát nhát sao dám làm được. Rồi, ăn vô cái lấy lại sự tự tin nào. Ôi, múc hơi thở luôn. Một công đôi chuyện. Rồi, tiếp tục, còn vài cái nữa thôi. Ui, tính ra mình phá theo kiểu này cũng hay nha. Ê. Oh no. Đeo cánh như không kịp. Oh my god. Nè. Bình thường người ta mất tầm 2-3 phút để phá pha lê hả? Mình chắc mất cả buổi quá. Phá kiểu thủ công luôn á. Rồi, bay lên trên. Phá cái này nữa nè. Ăn vô tiếp nha. Mình phải đảm bảo là lúc nào mình cũng no bụng để nó hồi phục nhanh nhanh lên. Ui, rồng bắn nữa cơ. Phá cái này cái. Ui, da đau quá. Tiếp tục. Ở phía dưới tháp này còn một cái nè. Phá luôn. Không có chừa gì hết á. Nhưng mà nhớ mặc full giáp nha. Mình mà quên mặc full giáp tầm nửa cây giáp thôi. Nó nổ gần như vậy là chết luôn á. Không có giỡn đâu. Thôi. Ui da, sao mình cứ quên mặc cánh hoài. Tiếp tục. Còn hai cái nữa thôi à. Cố lên nào. Ê, nó đáp. Ui. Trời, nó dụ mình. Tưởng đâu nó đáp chứ. Sao nó lâu đáp vậy ta? Hồi nãy giờ không thấy nó đáp luôn á. Ừ, múc thêm hơi thở đi. Đáp đi cưng. Bay hồi nãy giờ chưa mỗi cánh hả?
Người ta bay 5 phút rồi người ta đáp được rồi, cái này bay cái chục phút rồi đó. Đáp đi. Rồi xong. Mình đã lấy hết số lọ mà mình mang theo rồi. Giờ hết lấy được rồi. Giờ chỉ chờ đánh rồng thôi. Ôi rồng đáp, rồng đáp nè. Ui chưa đáp nữa. Oh no. Đúng lâu đáp luôn á. Không có ai đi đánh rồng giống như mình đó. Đánh rồng mà ngồi gình gình cơ mà. Né. Thiệt luôn á, đi đánh rồng hay là đi gình mò không biết nữa. Rồng không đáp, không đáp. Đi rồi. Đây rồi. Chặt nó. Nãy giờ bay lung tung nè. Bay lung tung hả? Chặt vô cái đầu nó. Bay lung tung. Giờ tới mình bay. Oh no. Hết nó bay rồi, tới mình bay đó. Ui da. Giỡn xíu là mì can. Gồng này tính nóng như kem vậy ta. Gồng này tính hơi nóng nè. Nữa. Ok, here we go again. Tiếp nào. Sao mà đỡ được? Mình núp ở đây sao mà gồng đỡ được? Sao mà đỡ được? Núp ở đây sao mà đỡ được? Nhưng mà kiếm của mình có vẻ không mạnh lắm ha. Ôi da, ai da. Hình, chiếc này không có bay lên nữa. Hình. Tiếp tục. Ngồi gình mò tiếp thôi. Canh me canh chua con gồng đáp xuống là sơi tiếp ha. Mình nghĩ tầm 2 lần nữa thôi. Cỡ 2 lần đánh nữa thì mình có thể kết thúc được con rồng lì lợm đây rồi. Ui da, đang gình thì nó bắn vô đây rồi hết gình luôn. Kỳ cục thiệt á. Trời, cái kiếm vô mặt này. Chơi kỳ cục. Phản đam được không? Ước gì mà mình có thể phản lại quả cầu hơi thở của rồng giống như là quả cầu gas vậy ha. Như vậy đánh rồng cũng chắc thú vị lắm á. Nhưng mà tiếc là Minecraft chưa có chức năng đó. Lần 3. Màn 3 cảnh 1 nè. Cố lên. Một tí xíu nữa. Cố lên. Oh. Trời ơi. Một tẹo nữa thôi à. Con rồng hấp hối rồi. Nó ngáp ngáp rồi. Nhìn cảnh mấy người Ender dí theo con rồng mất cười quá à. Có bay được như nó đâu mà dí theo mất mệt đâu. Thấy mình không? Mình đâu cần dí rồng đâu. Đợi gồng đáp thì xử thôi. Nè. Chẳng hạn như lần này là lần cuối mà gồng được đáp luôn nè. Lần cuối nha gồng. Tắt ghế nha gồng. Này thấy anh không có mang mũi tên cái là ghế gáy hả? Cho gồng tắt gáy luôn. Nhưng mà lần này đánh rồng thì nó sẽ không còn nhiều kinh nghiệm. Giống như cái lần đầu mà mình đánh rồng á. Nó ít hơn hẳn luôn. Nhưng mà không sao. Dù sao thì mình đã làm được cái tiến trình hồi sinh rồng. Cũng như là nhìn vào con rồng ha. Xong rồi đó. Giờ thì còn cái thành tựu bay 50 ô bằng phát bắn của Sugar thôi. Ok. Đi thôi nào. Tới đâu đây? Tới đâu thì còn lâu mới biết. Không có cái thành phố nào kế bên đây luôn. Chưa đeo cánh nhưng mà đội bye bye. Mệt thiệt. Đội nón vô đi, không có đội cái nón bí ngô này nữa. Rồi, đi thôi. Đi tìm một cái thành phố để thực hiện cái nhiệm vụ thôi. Với lại nếu mà hên thì chúng ta có thêm đồ nè, cánh cứng, đầu rồng các thứ mang về nữa ha. Cũng khá là ok đấy, nếu như mà mình gặp được thành phố xịn. Hình như trước mặt mình là một thành phố có tàu luôn nha. Có con tàu ở phía đằng kia luôn. Nhưng mà nó không được to cho lắm nha. Thành phố này hơi bé đấy. Rồi ở đây có 2 con Sugar thì mình sẽ bắt đầu làm cái thành tựu luôn đi. Cho nó đánh mình trước đi. Ui da. Mặc quân giáp vô. Ui trời ơi, đâu bắn mình đi còn bắn nhau nữa. 2 con nó đang chọn nhau kìa. Ê, bay lên tiếp. Ừ. Mình sẽ bay lên mấy chỗ nào có con Sugar để cho nó bắn mình lên tiếp á. Không thôi là không có được cái thành tựu này đâu. Bắn đi, bắn hụt nữa. Ừ, hay lắm. Trên này có Sugar không? Sugar đâu? Ê, Sugar. Bắn cây. Ừ, hay lắm. Nè, đây có con Sugar nữa nè. Mình phải gắn dính phát bắn của nó liên tục ha. Hồi nãy giờ lên chắc cũng tầm 20 ô rồi đó.
cố lên, cố lên. Ui da, ai da, ai. Đúng rồi, mấy em Suker bắn anh đi. Hôm nay cho mấy em bắn anh thoải mái luôn. Lên tiếp. Lên tiếp, lên tiếp. Lên nữa. Cao nữa. Chút xíu nữa, ê Suker, Suker. Ê. Khỏi đi, xong rồi, đừng bắn nữa. Được rồi, được rồi. Thôi, thôi, thôi. Ui da. Đào đấy, đào đấy. Ui da. Đào đấy, đào đấy. Giờ hết cần hỏi bắn rồi nha. Giờ cho tôi đáp đi, tôi hết muốn bay rồi. Bay nãy giờ đủ rồi. Giờ muốn hạ cánh thôi. Và cái thành phố này chắc sẽ có tầm nữa. Ủa sao mình thấy không có căn phòng nào chứa room hết ta. Ui da, da. Ui da. Ê mình quên, mình chưa có gắn cánh vô. Trời ơi, nhảy xuống tự tin ghê luôn á. Chưa có gắn cánh mà nhảy xuống như đúng rồi á. Ồ cái thành phố này không có cái chỗ căn phòng chứa rương rồi. Thì cái tên. Thôi ghé qua con tàu cũng được. Được hai cái rương trong con tàu cũng đỡ ha. Có thêm cái đầu rồng nữa nè. Rồi lắm. Cho ông chậm lấy thêm cái cánh nữa là đẹp ha. Lấy luôn vàng pha thuốc luôn. Ồ quên, không có cái mũi tên bắn sao được. Cứ cầm cầm cái cung lên nè làm kiểu Su cơ. Rồi lượm thêm một cái cánh nữa. Trong đây có gì? Áo lời nguyền. Một cái kiếm. Có cả sửa chữa luôn nè. Nhưng mà chỉ là kiếm sắt thôi. Sẻn sửa chữa gia tài. Một cái nón sửa chữa luôn. Wow. Được thế. Rồi gom gom cũng được một ít đồ mang về ha. Nói chung chuyến đi này cũng có một ít đồ mang về là ok rồi. Để coi coi cánh cứng thì mình treo ở đây đi. Cái trứng rồng nên đặt trên cái này nhìn nó sẽ đẹp hơn nè. Đó, hơi bị hợp màu luôn á. Mình còn đá phát sáng không? Hết rồi. Hết trơn đá phát sáng rồi, không thôi mình nhét vô đây để mình nhìn nó đẹp hơn á. Cái đầu rồng thì mình có thể đặt vô này nè, mỗi buổi tối mình ngủ thì sẽ có cảm giác mình đội cái đầu rồng mình đi ngủ gì đó. Hơi bị đã luôn. Và mình cũng đã thức cỡ hôm nay là ngày thứ 3 rồi đấy. Nếu mình đếm không nhầm thì hôm nay là đêm thứ 3 rồi. Để coi coi có phantom, phantom gì xuất hiện không. Để mình farm coi. Nhỡ mà mình cần thì mình sẽ làm ra cái lọ thuốc rơi chậm từ cái màn da phantom á. Rất là kiểu như hữu ích đối với mình luôn. Nhưng mà hiện tại thì ban ngày mà còn trời mưa nữa. Ghét thiệt chứ. Ôi, khoan, hổm ra mình làm cái máy farm mía mà mình không có áp ca nhiều. Để coi nó hoạt động tới đâu rồi. Đi qua con bển, sẵn tiện đi ghé thăm mấy em gấu của mình luôn. Mấy em gấu thì mình không có nhân giống lên nên bây giờ số lượng vẫn nhiều đấy ha. Chắc ít hơn mình phải nhân giống thêm để lắp đầy những cái chỗ mà không có gấu ở nè. Còn khá là nhiều chỗ trống luôn. Rồi mấy em gấu thì hiện tại thì sống khá là tốt rồi ha. Tới máy farm thì sao? Ôi trời. Làm giàu thôi. Mình làm giàu trước nha. Quá trời luôn. Mặt trước thì khá là nè rơi xuống nữa cơ. Quá đã. Mặt sau cũng gần đầy rồi. Chắc mình phải gom mình đi đổi bớt đi. Chứ để không thôi mà nó nhiều quá là nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà lắc máy nữa. Cái điều đó là điều mình không muốn đâu. Chắc ít hôm là mình phải làm riêng một cái chỗ mình dẫn một cái bác mà đổi giấy gần cái máy farm luôn á. Vậy thì mới tiện được. Rồi. Giờ để mình cắt bớt giấy ra. Ôi, cắt bớt mía để mình có không gian đổi giấy nè. Một bác này chắc không đủ rồi. Ráng đi. Cố lên bác ơi. Cố lên. Trời ơi, con bác này mà mình đổi cả đống giấy luôn á. Mình nhớ rồi. Nói tới mấy bác dân làng đổi giấy tự nhiên. Mình chợt nhớ ra là bên cái làng cũ của mình còn một cái bác mà mình bắt nhốt từ đầu tới giờ luôn mà mình chưa có thả ra. Tội nghiệp dữ trời. Nè cái bác này nè. Ui trời, bác này chắc trầm cảm luôn rồi quá. Không được.
phải đóng lại như vậy. Đổi tiếp, đổi tiếp. Ý, hơi bị đã nha. Quên con bắt này ta. Rồi, làm thật là nhiều giấy. Đổi với bác này. Sạch bách luôn, đổi sạch với bác này luôn. Trong cơn mưa rảnh rỗi đi qua đổi dốc này cũng khá là ok đó. Ủa, ôi hết rồi. Ôi một bát chịu không nổi rồi, chắc ít bữa là mình phải tầm, có tầm 10 bát đổi giấy giống như vậy á thì may ra. Rồi gửi tạm giấy nhà bác này luôn đi. Ô bác này lên rank kim cương luôn rồi nè. Hoa văn cờ hiệu địa cầu. Bản đồ khám phá rừng sâu. Bản đồ khám phá đại dương. Mấy sau này mà mình muốn làm mấy cái cờ hiệu đẹp đẹp thì mình có thể đổi từ những cái bát này ha. Cũng khá là ổn đó. Thôi giờ thì chắc mình đã xong cái công chuyện rồi. Mình sẽ tiếp tục cái công việc của mình. Ủa chưa. Tiêu diệt con sương này cái đã. Đang thiếu mũi tên mà nó đứng trước mặt mình là mình không cho nó sống đâu. Nó kiếm sai người rồi. Rồi đi thôi. Ripper. Bắn thấy sọt luôn. Né ra chỗ khác nha. Anh hơi nóng á. Nhưng mà trong những cái đêm mưa như vậy thì Phantom có xuất hiện không ta? Với cả nếu mà muốn Phantom xuất hiện thì hình như mình phải đứng ở một độ cao nhất định nữa. Hiện tại thì mình đang đứng ở tầng 65 à. Mà chưa thấy Phantom xuất hiện nha. Ủa hay là mình đếm sai ta, hôm trước mình đâu có ngủ đâu. Cái hôm xây cái tượng Ripper mình cũng không có ngủ. Ủa vậy là mới 2 đêm hả? À giờ chắc mới 2 đêm rồi. Nên không có Phantom nào xuất hiện hết đó. Thôi thử gán thức thêm một đêm nữa coi như thế nào. Rồi, có xương. Ui sét đánh đằng kia kìa, ghê vậy. Mưa mà còn sét đánh nữa. Mình sẽ lấy thủy tinh ở trong cái chỗ nấu đồ của mình ra. Hôm nay thì mình sẽ cần khá là nhiều thủy tinh để mình xây ha. Ôi da, trời. Ui, hên nó không có đánh vô nhà mình, nó đánh vô cái nhà của mình chắc cháy hết. Nhà mình toàn xây bằng gỗ không à. Nhất là cái biệt thự nè. 11 mình phải gắn mấy cột thu lôi xa xa mấy cái nhà ra mới được. Ê, làm gì hả? Trời. Con zombie nó gình, nó định vô trong biệt thự của mình, nó lụm hai cái bát. Quản gia hay sao ta? Mẹ đất ơi, nó biết trong này có hai quản gia nên vô định lụm hai bát này hay sao nè. Zombie nó láo tét thiệt. Mình sẽ lấy thêm một ít cái gỗ sim gai ha. Sẽ lấy gỗ sim gai ra. Ôi nhiều quá. Đáng ít thôi. Rồi, còn gì nữa không? Trước mắt là cần hai cái loại vật liệu này ha. Và mình muốn xây một cái chỗ giống như là cái nơi ở cho những cái em Axolotl. Tại vì nếu như mà mình nuôi ở trong cái sông nhân tạo này nè, nhiều khi Axolotl lại rảnh cái đi phượt, nhảy xuống cái sông lớn này rồi đi săn cá lung ta lung tung và đi đạt mất nữa. Như vậy thì hơi sukana ha. Chỉ có một vài em ngoan ngoãn thì ở nhà yên thôi. Tí nị, tí hon, tí teo các thứ là đi phượt hết rồi đó. Nè, em tí nâu thì cũng ngoan nữa nè. Đó, bây giờ ở đây ha, trong cái sông này chơi mình có nói gì đâu. Cứ đi lung ta lung tung thôi. Wow thiệt. Nên thôi tốt nhất là bây giờ mình làm luôn một cái chỗ cho mấy em Axolotl ở luôn ha. Và chỗ này thì mình sẽ xây nó gần gần biển một xíu để tạo cái môi trường sống nó tự nhiên một tí. Mình sẽ bắt đầu xây nó ngay tại vị trí này luôn đi ha. Mà trước tiên thì mình cần phải làm một cái chỗ cao cao lên trước cái đã. Để mình coi. Ý định của mình là mình xây một cái lọ rồi sau đó cho mấy em Axolotl vô trong. Nhưng mà cái lọ này mình đặt ở trên mặt nước hay là trong đất liền ta? Nếu mà trong đất liền thì mình sẽ xây cho nó cao cao lên tí. Cao lên tầm 2-3 ô gì đó. 3 ô đây, 1-2 3. Nó sẽ là số lẻ thì nó sẽ đẹp hơn á. 1-2-3 ngay đây. Giống như là cái chỗ để mình đỡ cái lọ vậy. Đây. Rồi sau đó ốp thủy tinh vào thôi. Cái lọ thủy tinh này cũng dạng vừa á, chứ không phải lọ thủy tinh bự lắm đâu.
nhỏ nhỏ vậy đó, nhưng mà mình sẽ xây nhiều lọ khác nhau ha, ở vòng vòng khu vực này nè, để nuôi axolotl thôi. Rồi, mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa sao số chẵn vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, bên đây bị thiếu. Đó, vậy là mình sẽ được một cái sàn có kích thước là cỡ 7x7 ha. Ồ, cái lọ này cũng bự á. Cái gì thôi, cái lọ này cũng bự lắm á. Rồi, giờ thì sẽ xây cho cái lọ này nó có chiều rộng một tí ha. Đây, tương tự ở đây. Rồi, như vậy thì cũng chưa được. Tạnh mưa đi cho dễ xây nào. Đó đó đó, tạnh mưa tạnh mưa. Mình cầu được ước thế luôn. Tạnh mưa rồi. Ồ, chỗ này xây sai rồi nè. Mình sẽ lấy lại, chặt mấy khúc thừa ra. Như vậy thì vẫn chưa ra dáng một cái lọ lắm. Mình sẽ xây lên thêm một tí nữa ha. Xây nó ra như vậy luôn. Được chưa ta? Chưa chưa, để mình làm bên đây trước. Mình sẽ làm cái mặt tiền trước đi ha. Coi coi như thế nào. Cái này sẽ là một cái hình. Tiếp tục là mấy nhân? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình sẽ kéo lên 7 ô ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi tương tự mấy chỗ này luôn. Lên 7 ô. Để mình coi trước coi coi nó có bị nhỏ quá không. Với một vụ mà nhỏ quá thì chắc mình sẽ xây cho nó to hơn tí á. Tại vì nếu mà nhỏ thì nuôi axolotl nó cũng khó nữa. Nên mình cũng phải cân nhắc cho kỹ một tí. Không đâu, mình thấy như vậy là vừa rồi đó. Lúc đầu mình xây 7 ô là quá là vừa luôn rồi ha. Rồi, chốt luôn. Vậy là mình sẽ xây cái lọ này có chiều rộng là cỡ 7 ô ha. Ở hầu hết các mặt luôn. Ui, 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 ui. Ao, ao, ao. Bị cắn lén, bị cắn lén. Mình sẽ đợi cho nó đáp xuống để mình chặt nó. Như vậy thì sẽ rơi được nhiều màng da hơn. Rồi con kia đáp xuống đây, đáp xuống đây. Lóc da nó liền. Lụm một con. Con này xuống tiếp, xuống tiếp. Xuống tiếp. Láo toét. Thì ra đêm nay là đêm thứ 3 rồi. Có màng da phantom để nấu thuốc rồi. Đã thiệt, đã thiệt. Trời ơi, chắc thức thêm vài đêm nữa quá. Farm cho nó nhiều nhiều phantom ha. Chứ như đây còn ít lắm. À, ở phần phía trên này thì mình sẽ làm tương tự giống phần phía dưới ha. Để cho cái lọ này nhìn nó giống thật nhất có thể luôn. Đây. Đấy, nối vô trong. À, phía trong cùng giống như vậy. Đấy. Ốp hết cái mặt trên này là chúng ta đã có được cái phần gọi là cái thân ha. Cái thân của cái lọ rồi. Một xíu thì mình sẽ làm cái cổ cho cái lọ sau. Vì cái lọ này á, mình muốn nó hướng về phía biển á, nên chắc mình sẽ làm cái cổ cho cái lọ nó đâu đó ở phía bên này nè. Ngay ô trung tâm là ngay đâu ta? 1, 2, 3. Vì ô trung tâm là ngay đây nè. Đào ra. Đúng vậy. Mình sẽ làm nó thành một cái hình dấu cộng trước đi. Hy vọng là đúng, hy vọng là đúng. Giờ coi lên mà lệch xỉu luôn nè. Đúng, ngay ô trung tâm rồi. Để mình chặt nốt mấy cái này nè, mấy cái này nó bị dư hồi nãy. Ui, trên trời quá trời phantom ơi. Ba bốn con phantom nó bay hình hình chảnh kìa. Như chim đại bàng á. Nó bay lượn để nó đi kiếm mục tiêu á. Đây, xuống đây mới cưng anh tiếp chiêu. Xuống đây, come on baby. Bắn nó luôn nè. Ui trời, bắn trúng luôn rồi. Công nhận, khổ luyện bắn cung cũng có kết quả rồi. Xuống đây, xuống đây. Xuống đây. Xả xuống đây. Lượn lờ nè một con. Xuống đây mấy cân. Xuống đây, xuống đây. Xuống đây anh ký đầu hết. Xuống đây. Xuống đây. Một đêm này mình săn hai đợt phantom rồi ha. Cũng được 10 màng da rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi mình sẽ ra ngoài này để xây cho nó dễ hơn. Đi lên xíu.
Coi coi cách này mình sẽ kéo cái lọ này nó dài ra ngoài một tí nhá. Vì những em axolotl thì chỉ sống ở phía trong thôi, cái này giống như là cái phần trang trí à, nên mình sẽ không có làm cho nó to quá ha. Đó, đóng nắp lại, xong. Như vậy thì mình đã xong cái phần xây cái chai thủy tinh để nuôi axolotl rồi. Giờ thì chúng ta cùng nhau xem lại ha, coi coi có ổn nhất chưa, còn chi tiết nào cần phải sửa hay không. Nhưng mà trước tiên thì để mình sửa mấy con phantom lì lợm này cái đó. Quá trời, bay luôn, lạc trôi nè. Bay hả, bay hả? Ui, gì đây? Đi ra đi. Ui, Ripper, bây giờ nó cũng không tha mình nữa. Bắn gất nại nó luôn nè. Ui, một đêm mà mình săn được hai đợt phantom á, quá là đã luôn. Rồi, giờ thì ngắm lại thêm một quận nữa ha. Cái lọ thủy tinh của chúng ta sẽ trông như thế này. Đấy, nó rất là giống một cái lọ thủy tinh mà đang chứa nước bên trong nhưng mà bị nằm nghiêng ha. Giờ thì công đoạn tiếp theo là mình sẽ đưa những em axolotl đầu tiên vào trong cái lọ đó thôi. Chắc chắn là phải có tí nâu rồi. Với sự ngoan ngoãn này thì tí nâu sẽ xứng đáng để đi vô đó ở đầu tiên ha. A few moments later. Và đây chính là nơi ở của những em axolotl trong tương lai ha. Mình trang trí theo kiểu này không biết là nó có được tự nhiên lắm hay không. Đây là toàn bộ khả năng mà mình có thể rồi. Mình thấy ở trong này nếu mà mình không đặt những cái bông hoa này thì nhìn nó hơi đơn điệu á, nên mình gắn ở trên thành lọ những cái bông hoa ha. Một chút ánh sáng từ cái đèn lồng nè. Ở dưới thì mình chỉ có đúng duy nhất 7 cái rạng san hô mà hôm bữa mua thôi, nên mình chỉ gắn ở hai góc ha. Phía trên này thì gắn những cái giống như là chỗ để cho mấy em axolotl bơi mệt á thì leo lên nằm nghỉ cũng được. Cũng khá là ok rồi. Giờ thì chắc mình chỉ còn công đoạn là chăm nước cho cái lọ thủy tinh nhìn cho nó chân thực hơn thôi. Bây giờ chăm nước thì hơi khó nha. Hơi khó thiệt á. Chăm ngay đây được không trời? Đừng gớt dưới nha. Ok, không gớt luôn. Rồi. Đây, nước sẽ chạy xuống dưới giống như vậy. Rồi, giờ thì mình có thể đắm nóc lại. Là xong. Giờ thì đứng từ xa ngắm thôi. Cái lọ này nó sẽ đẹp nhất khi mà mình ngắm nó ở khoảng cách tầm trung ha. Đây, chẳng hạn như đây là đó nè. Đó, mình sẽ thấy được một cái lọ nhìn rất là đẹp luôn. Ui, lúc đầu tưởng không đẹp mà xây một hồi là đẹp không tưởng nha. Được của nó đây. Và nếu có thể thì mình sẽ xây tầm 4-5 cái lọ y ra như vậy đó. Cặp mé cái chỗ làng nè. Để giống như là cái chỗ để chuyên nuôi axolotl luôn ha. Một chỗ như vậy thì mình sẽ nuôi cỡ 2 em thôi. Là hợp lý rồi, nuôi nhiều quá thì nó sẽ hơi bị chật. Đang ngồi bốc phét thì mấy con này nó ám sát. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn like. Còn nếu các bạn chưa đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye.